Mến chào quý vị và các em đang theo dõi chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV sản xuất. Và ngày hôm nay thì chị Tường Vi vừa nhận được một lá thư rất là đặc biệt. Nhưng mà khoan tiết lộ nội dung bức thư đã. Bây giờ mình gặp hiệp sĩ trước nha. Chào Tường Vi. Chào hiệp sĩ. Hiệp sĩ cho Tường Vi hỏi là hiệp sĩ có biết bơi không? Ủa sao lại hỏi như vậy? Bộ ngày hôm nay bạn nhỏ của chúng ta ước mơ là vận động viên bơi lội đúng không? Không phải. Nhưng mà ước mơ lần này á thì lại có liên quan đến hồ bơi. Đây là ước mơ của bạn Gia Khôi tại số 6 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Bạn ấy đang rất là thắc mắc tại sao người ta hay nói là không nên đi bơi nhiều vì nước hồ bơi không được sạch sẽ làm cho mình dễ bị bệnh. Ủa mà có hả ta? Hiệp sĩ bơi hoài à mà đâu có thấy bị bệnh gì đâu. Đã vậy á, bơi còn giúp người ta khỏe nữa đó. Nếu vậy thì hay quá. Hay là bây giờ hiệp sĩ thử tìm bạn ấy rồi giúp bạn ấy trả lời thắc mắc này nha. Rồi, hiệp sĩ nhận nhiệm vụ này nha. Hiệp sĩ lên đường ngay đây. Chúc hiệp sĩ thành công. Tạm biệt. Sao kỳ vậy ta? Bình thường thì chị Vi thấy là mọi người khi đi bơi thì có sức khỏe rất là dẻo dai nè. Mà tại sao bạn Gia Khôi của chúng ta lại có suy nghĩ như vậy? Hay để hiệp sĩ thử tìm hiểu xem sao nha. Đây là câu hỏi rất đáng để quan tâm đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một ước mơ rất là thú vị của bé Gia Khôi. Chúng ta hãy vào tìm hiểu bé nha. Nhà bé Gia Khôi đây rồi. Em chào chị, ngày hôm nay em đến gặp bé Gia Khôi á. Dạ, và chị là... Chị là mẹ của bé nha. Dạ, em chào chị, em là hiệp sĩ đến từ chương trình Ước mơ của em. Em cho em gặp bé Gia Khôi được không ạ? Gia Khôi đang đến nhà. Dạ. Gia Khôi ơi. Ê, dạ. Dạ, con chào bà. Rồi, bây giờ con ngồi đây đi. Chú có nghe cô Tường Vi nói là con nói rằng là hồ bơi á dơ với lại dễ lây bệnh nữa đúng không? Dạ đúng. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Con thấy hồ bơi á là 2-3 ngày người ta phải vệ sinh cái hồ bơi lại, cho nên con nghĩ rằng là bụi đồ nó bay vô nó đóng rong đóng rêu lá rơi xuống nè. Mà rong rêu con thấy đâu? Dạ, mấy cái tượng của hồ bơi. Mấy cái tượng của hồ bơi. Chú không có tin. Giờ con thấy làm sao? Giờ làm sao để con biết là hồ bơi dơ hay sạch nè? Bây giờ chỉ còn một cách là đi ra hồ bơi. Bây giờ còn một cách duy nhất thôi. Mình đi ra hồ bơi đi. Rồi con phải chứng minh chú thấy là phải có lá, là phải có rong rêu. Được không? Dạ được. Chắc chưa? Chắc. Trời ơi, bình thường là không có bạn nhỏ nào vượt được qua chú hết trơn á. Giờ thử hôm nay chứng minh là chú... con chứng minh cho chú là hồ bơi dơ coi. Hôm nay chú nghĩ là hồ bơi sạch, chịu không? Dạ chịu. Đi mà chứng minh cho chú phải chút xíu nha. Dạ, con đi đi. Rồi, mang theo đồ bơi luôn, mang tất cả những gì mình cần. Bây giờ thì chú với con đang đứng ở hồ bơi Kỳ Đồng. Bây giờ chú với con sẽ vào nha, rồi chứng minh coi ai đúng và ai sai ha. Dạ. Đi gặp. Chú thấy là đâu có lá gì đâu. Chú thấy cũng không có rong rêu gì hết. Đúng đó kìa. Có lá. Rồi bây giờ, tại lá tại vì người ta vớt vô kịp thôi, có gì trơn á. Đi đeo không? Rồi đi. Bây giờ chú sẽ chứng minh cho con thấy là lá sạch. Có cái gì nè? Vậy là lá này không sạch. Thôi bây giờ ví dụ lá này coi như chú thua con này. Chứ làm sao mà còn đông đéo đâu, chứ đâu thấy đâu. Rồi, nghĩ ra phần lá con khô chú. Thôi bây giờ nếu mình đứng ở trên hoài này đâu có thấy được gì đâu. Vậy con thay đồ đi xuống đi. Rồi. Đâu? Cái này là tại vì lâu ngày thì cứ một tuần người ta sẽ chùi lần mà. Không biết nó là rong rêu. Này chú chùi coi, nó có ra đồ không? Thấy chưa? Mẹ có tắm sơn trước khi xuống hồ bơi không? Có chưa? Bạn hay cái tè trong lúc bơi không? Không. Chắc chưa? Dạ chắc. Bạn có thể mũi trong lúc bơi không? Không.
rồi, cảm ơn hai hơn nhiều. Bạn có tắm sơ trước khi xuống hồ bơi sao không? Không. À, trong lúc bơi bạn có ăn không? Có một vài bạn nói là trong lúc ăn cũng không rửa tay rồi xuống hồ bơi đi bơi. Rồi gì nữa, còn gì nữa hết được không? Bây giờ nước đục vào không? Rồi, nước đục đâu? Bé ơi, ủa con cầm cái đó vào hồ bơi là không phải là cái quả nè. Dạ, mang nước để coi nước có dơ không? À, rồi con có tìm hiểu được chưa, nước có dơ hay không? Mà mình theo mình nhận xét là nước dơ hay không? Giờ con, lên đây con, lên đây. Ở đây là một tuần sẽ thay nước một lần. Thay nước để làm gì? Ví dụ như là những cái dơ nó vào cái hệ thống lọc thì mình sẽ rửa thải những cái hệ thống cái chất dơ đó ra. Và hàng tuần thì người ta cũng có trà những cái đường đi hoặc là người ta vớt cái lá. Cuối tuần ở đây sẽ có làm vệ sinh. Dạ. Thì nếu được thì ngày mai con có ẩm đi vào tham gia với mấy chú cùng vui không? Dạ. À, để mình tìm hiểu được rõ về hồ bơi như thế nào. Dạ. Vậy đi ha. Con thích không? Con thích. Rồi bây giờ chào Khôi nha, chắc ngày mai gặp lại và bắt tay Khôi nha. Dạ. Rồi gửi Khôi lại cái rồi, cảm ơn chú nha. Gặp nha. Cảm ơn chú. Rồi chào. Rồi và bây giờ chúng ta đã đến hồ bơi rồi. Tí nữa con sẽ gặp chú Hải, con sẽ hỏi về hệ thống lọc nước nha. Dạ. Chào chú. À, chào anh. Rồi. Rồi ngày em đang đến đây làm gì? Dạ để con tìm hiểu về các thiết bị để lọc nước. Giờ chú dẫn con tham quan luôn nha. Dạ. Đây rồi. Rồi xin giới thiệu Khôi, hệ thống lọc nước của hồ bơi. Hệ thống lọc nước của hồ bơi. Ha. Cái máy này có thể làm gì? Có công dụng gì vậy cô? Ở đây là có hai bồn lọc hồ bơi. Thì trong đây nó chứa cát và than hoạt tính. Thì cái những cái dơ nó sẽ chứa lại trong đây và nó lọc ra hoàn toàn là nước trong và sạch. Nước sẽ hút từ bên đây vào trong đây và qua bồn lọc. Sau đó sẽ chạy, sau khi lọc trong đó sẽ chạy ra cái ống ở dưới đây sạch. Thôi hiểu chưa? Rồi bây giờ chú giới thiệu Khôi tiếp. Bây giờ chú tắt máy. Rồi chú sẽ lọc những cái dơ là mình xả ra hồ. Đó. Cái nước dơ nó di chuyển ra cái đường ống này, nó lọc bên kia và nó thải ra hồ. Đây con thấy nè. Đây con thấy nha, cái hệ thống này nó sẽ chảy ra cái cống thải những cái dơ ra. Rồi ở đây là có 5 cái máy để sử dụng. 5 cái máy để sử dụng lọc toàn bộ hồ nhỏ, hồ lớn. Hồ lớn thì nước nó nhiều hơn, phải dùng lọc nhiều hơn đúng không? Nó mới sạch đúng không? Dạ. Chú ơi, cái này là cái gì vậy chú? Rồi, chú cũng xin giới thiệu với Khôi luôn. Thì ở đây cái bảng này là mỗi giờ. Mỗi giờ. Ví dụ như ở đây nè, là mẫu kiểm nghiệm nước của hồ nhỏ. Dạ. Thì ở đây là lúc 8 giờ. Thì khi độ pH 7.5 thì khi qua hệ thống lọc nó sẽ làm trong nước. Dạ. Và độ clo dư 0.7 để không có vi sinh. Là cái chuẩn này thì sẽ mình sinh hoạt không bị ảnh hưởng gì đến da và sức khỏe của mình hết. Dạ. Rồi con hiểu về cái bảng này chưa? Dạ rồi. Rồi. Đây là cái quy định của hồ bơi. Đây, cái đây là cái bảng nội quy. Khi xuống hồ là thứ nhất là phải mặc quần áo trong hồ bơi. Thứ hai là không bị các bệnh ngoài da truyền nhiễm hoặc các bệnh có thể gây nguy hiểm trong môi trường nước. Và cái thứ ba là phải tắm lại và rửa chân trước khi xuống hồ. Dạ. Mình sẽ có những cái bồn rửa chân. Đây, bồn rửa chân ở đây. Còn mình làm vệ sinh bao lần nước được thôi. À, lấy những cái dơ lên. Rồi sau khi dứt cùng với chân rồi thì mình sẽ lấy cái mình già những cái dơ bám thành hồ. Hãy ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bây giờ mình chuẩn bị mình thay đồ mình xuống phải làm vệ sinh chung với chú nha. Dạ. Làm sao ước mơ được chạm cánh, làm sao em được đi cho đến cuối hành. Thực hiện ước mơ tuổi thơ. Còn nếu có ai giúp sức cho em, ước mơ được bay cao mãi. Em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân, cùng bay theo cánh diều mơ. Nên hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ này.
con biết được rất là nhiều chuyện, thì con có muốn nhắc nhở các bạn về phải vệ sinh hồ bơi như thế nào không? Con muốn nhắc nhở các bạn không? Con muốn. Ừ, con nói đi. Các bạn phải phải tắm trước khi xuống hồ bơi. Ừ. Nếu mà các bạn có ăn mà lên bờ ăn thì phải rửa tay trước khi xuống hồ bơi. Ừ. Các bạn không được nghĩ mũi hoặc là kẹt nhỏ hay hoặc là tè trong hồ bơi. À. Con cảm ơn chú. À, rồi nhân đây á thì chúng xin chúc chú Hải sẽ luôn khỏe mạnh. Đó. À. Rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của hiệp sĩ cũng đã hoàn thành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào tập sau. Ái chà, cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, vì hiệp sĩ và người trợ giúp cũng đã thuyết phục được bạn Gia Khôi là nước trong hồ bơi luôn được thay lọc mỗi ngày, cho nên cứ yên tâm đi bơi mà không phải lo bệnh gì đâu nha. Còn bây giờ thì tiếc quá, thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào lần sau nha. Xin chào tạm biệt các em.